Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ của quý vị đây thì chúng tôi có một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ hương. Chiếc sập này chúng tôi đã quay theo đơn hàng của anh Hậu ở tại Hải Dương. Chiếc sập này thì có kích thước như sau: 1m8 x 2m2. Bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi. Và chúng tôi làm theo mẫu là mẫu sập trơn tam diện. Chân, hay chúng ta còn gọi là mẫu sập chân quỳ dạ cá quý vị nhá. Đấy. Ánh sáng nó hơi ngược chiều sáng một chút nên là camera nó chưa lấy nét được. Thì sản phẩm này chúng tôi là đang phun một lớp sơn lót bảo quản rồi. Vẫn chưa sơn hoàn thiện đâu. Đây là chỉ là những sơn lót để chúng tôi phun đây để bảo vệ gỗ thôi. Đây phần ván mặt đây quý vị. Tôi quay giới thiệu chi tiết phần ván mặt là ván mặt hai lá. Vần gỗ tự nhiên, hai lá rất là đều nhau nhé. Đó, ván mặt hai lá và cái khe hở giữa này là chúng tôi để tự nhiên cho gỗ co ngót, chúng tôi không gắn. Và khi hoàn thiện cho khách hàng thì chúng tôi sẽ dồn mặt khớp lại. Đó, tôi quay chi tiết toàn cảnh để cho anh Hậu ở Hải Dương có thể xem được chi tiết cái bộ sản phẩm này. Đây là phần dạ ngang của chiếc sập nhé. Gỗ rất là đẹp, cũng như là cái vân gỗ hương rất là tuyệt vời. Vân gỗ. Về phần gỗ lạt của chúng tôi thì quý vị khách sử dụng hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi là để gỗ là đã rất là khô tương đối rồi thì chúng tôi mới vào thi công để làm. Nên là trong quá trình sử dụng tất nhiên là sẽ có một sự co ngót nhưng mà sẽ là không đáng kể. Thì chúng tôi không thể đảm bảo quý vị là những cái sản phẩm sập kích thước khổ gỗ lớn như này mà không co ngót được. Để cái phần mặt này nó sẽ co ngót một chút. Đây, như là chúng tôi đã để cái phần mọng cá đây. Đấy, để nó co ngót. Dùng một thời gian thì quý vị có thể dùng búa và dồn vào. Đấy, quý vị chơi sập hoặc quý vị nào biết về sập thì có thể biết để cái mặt sập là làm như vậy. Đây, mặt đây. Mặt rất đẹp nhé, gỗ rất là đẹp quý vị nhé. Đó, cái chân này thì là đục chân quỳ, làm cái mẫu chân quỳ dạ cá. Tôi ra cái góc máy này thì quý vị có thể nhìn, anh Hậu có nhìn rõ cái dáng sập rất là đẹp. Còn video tôi đang quay tại cái ngoài khu phân xưởng sản xuất chúng tôi. Phía bên trong này còn rất là nhiều những chiếc sập khác. Có bằng chất liệu gỗ gỗ hoặc là chất liệu gỗ dâu. Đây, chúng tôi đang thi công rất nhiều chiếc sập bên trong thì hai chiếc quầy nữa chưa lắp mặt bên này nữa. Bên này là một chiếc sập thập điểu cuốn mai bằng gỗ gỗ, hàng cực kỳ là đặc sắc. Đây là mẫu này là chúng tôi làm sập và sập đục. Đây tôi quay gần hơn chi tiết quý vị thấy được cái đường nét đục chạm của bộ sập này. Đó, đây là mẫu hàng rất là VIP của khách hàng đã đặt chúng tôi. Hàng đục chạm kênh bong đây. Đây quý vị thấy là những cái phần chi tiết này rất là nhỏ, chúng tôi làm kênh bong lên rất sắc nét. Bên này nữa đây, tôi có thể luồn tay vào được rồi. Đó quý vị nhá, lượng hàng cực kỳ đẳng cấp luôn. Ngoài tức là chúng tôi đánh nhụy rất là kỹ. Đó, rất là chi tiết. Thì cái bộ sập thập điểu cuốn mai này hôm trước là tôi đã giới thiệu một video mọc rồi, nếu mà các bác nào quan tâm thì hãy mà bấm vào kênh YouTube chúng tôi và tìm chiếc sập thập điểu cuốn mai 1m6 x 2m, hàng VIP trạng. Hôm trước tôi đã giới thiệu rồi. Hôm nay thì tôi chỉ quay qua thôi. Sản phẩm chúng tôi là cũng đang trong quá trình hoàn thiện full lot. Ở bên trong này cũng có hai chiếc sập mà làm theo mẫu là mẫu chám mai. Ok, thì video này thì tôi xin kết thúc ở đây và gửi tới cho anh Hậu ở tại Hải Dương. Anh đang quan tâm một chiếc sập 1m8 x 2m bằng chất liệu gỗ hương như vậy thì tôi sẽ gửi lại cho anh. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại chúng tôi để đây: 0987 510 816, có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Website là đồgỗtùng8.com. Nếu mọi người quan tâm thì hãy bấm đăng ký kênh để có theo dõi được những bộ sản phẩm mới nhất chúng tôi. Và chúng tôi thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức về đồ gỗ nội thất cũng như là về gỗ tự nhiên và phong thủy. Rồi, xin chào mọi người nhé.